Đó là một thái độ. Nhưng mà mình cũng nhớ là cái phim đó, nếu mà ai chưa coi coi đi nha, nhất là nữ á, Crazy Rich Asians là một cái cách nhìn của, đó là điện ảnh Hoa Kỳ. Và khi mà họ nhìn vào người châu Á thì họ có những cái tư duy của châu Á nó rất là, vẫn là rất là khá xa lạ, kỳ lạ, ngộ nghĩnh. Thế đây mình thấy rằng là cái người vợ đó thật là giỏi, thật là Tây á. Mình nói với nhau, mình hay nói cái cô này của Tây thành đạt quá, cô sở hữu như vậy bằng sức lao động của cô ấy, bằng trí lực của cô ấy. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rõ ràng là một cái điều nó rất là Á Đông ở đây, và nó khá là căn bản trong cái tháp nhu cầu của con người, đó là tiền được quy đổi thành khí cụ để thành đạt và tự cho mình quyền hạnh phúc, đồng hóa nó với hạnh phúc luôn, ép mình phải thấy hạnh phúc chỉ vì mình có tiền thôi á, và cuối cùng là thấy hạnh phúc thật á. Và như vậy thì cái cán cân ở đây vào cuối ngày, khi mà chị em cuối cùng là lao động cực lực và kiếm được một đống tiền á, thì chúng ta vẫn thấy rằng là nhân vật ở trong phim đây ly dị với chồng, và ly dị với chồng vì anh ấy ngoại tình, anh yêu người khác. Nếu như mà nhớ cái phim đó như thế, thì đối với chị nhân vật đó thì cool thiệt khi mà cô nói ra cái điều đó và mình thán phục, cô ấy giỏi thật. Nhưng mà cùng lúc mình tự cười mình cười luôn cái nhân vật đó, là xem cái thước đo hạnh phúc của cô ấy kìa. Vậy tôi đặt lại cái ví dụ khác, nếu anh chồng nói em bước ra khỏi căn nhà này rồi em đi đâu, không sao cả, em sẽ thuê một căn hộ nhỏ, em vẫn đi làm mà. Có thể lương cô ấy không cao, có thể thu nhập của cô ấy không cao, thì chẳng lẽ câu nói đó nó bớt cool đi chăng? Có phải chúng ta thấy nó cool, thấy nó ngầu, thấy nó hay là tại vì cổ sở hữu đến mấy tòa building? Nhưng nếu cổ nói rằng là ok em sẽ đi kiếm việc, đối với tôi câu nói đó mới là cool. Sự hy sinh kia, sự quay trở về tổ ấm kia, sự thu mình lại để đàn ông tự thấy ảnh đỡ hèn hơn đó của cô ấy là ái kỷ. Đó là sự ái kỷ. Và đó là hậu quả của ái kỷ. Còn để mà phân tích kỹ như nào là ái kỷ, chị e rằng có một số bạn nếu mà chưa xem cái tác phẩm điện ảnh này thì sẽ cảm thấy là mình đang đứng ngoài cuộc ở đây. Cho nên mình sẽ quy đổi cái ví dụ này ra một cái trường hợp gì đó mà nó tiệm cận hơn cho khán giả. Đó là ngay cả những phụ nữ thành đạt tại Việt Nam vẫn rất là mềm mỏng, vẫn rất là nhường nhịn chồng, vẫn rất là tôn chồng lên, và vẫn đặt câu hỏi với Miu là tại sao những thứ đó vẫn không cho tôi được hạnh phúc? Tại sao tôi làm tất cả những điều đó, tôi giỏi, tôi thông minh, tôi vẫn bước sau ảnh, tôi vẫn rất là tôn trọng ảnh, vẫn không cho tôi được hạnh phúc? Đó là vì chị em mình ăn thua đủ. Đúng, chị em đã đầu tư rất nhiều, giống như một tay đánh bạc mua rất là nhiều xu để ngồi xuống chiếu bạc. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là người ta phải yêu mình. Điều đó không có nghĩa rằng là mình phải được hạnh phúc bởi người đàn ông đã được mình hy sinh rất nhiều kia sẽ chọn ở lại với mình. Hạnh phúc nó không nằm trong cái giày của ảnh, nó không nằm trong cái bóp của ảnh, mà nó cũng không nằm trong sự hiện diện của ảnh. Mình đang quyết định như vậy mà mình đang quyết định cho ảnh đóng một vai trò quá lớn. Đối với Miu á, khi mà chọn cái này lên, nó quyền lực tối thượng của phụ nữ, làm bà hoàng trong tòa lâu đài của chính mình, đó là khi tôi quyết định luôn cả vai của người đàn ông trong cuộc đời của tôi. Anh là một hoàng tử cần có trong tòa lâu đài này, nhưng nếu tôi đủ giỏi, tôi không trao thực quyền cho anh. Tòa lâu đài này sẽ lóng lánh hơn rất nhiều khi có anh. Nhưng nếu mà anh bước đi không có cái gì sụp đổ hết, cưng ơi, không có gì hết. Chứ chúng ta đừng đón một chàng hoàng tử vào và trao cả ngai vàng, nên nhớ chúng ta không phải là Thái hậu Dương Vân Nga để trao cả giang sang đó vô tay của ông Lê Hoàng để ông ra ông bánh ngoài trận mặt ông cứu giang sang. Tại vì cái giang sang ngày nay, thời của Thái hậu Dương Vân Nga, bà không thể đứng vào ngôi nữ đế, bà không thể leo lên lưng ngựa để ra trận thì mới phải cần đến mấy ảnh. Còn bây giờ mình làm được hết rồi mà, tại sao cứ trao vai chính cho nam phụ trong cái bộ phim do chính mình đạo diễn và nhiều. Là các bạn chỉ việc làm khách mời trong thế giới của chúng tôi, các bạn chỉ việc làm cái chàng hoàng tử, các bạn có lãnh địa của các bạn đi ra đánh đông dẹp tây, các bạn có lâu đài của các bạn ở chơi đây cùng tôi càng lâu càng tốt, đến cuối đời càng tốt.
nhưng người quyết định cho sự tồn vong của cái đế quốc này. Và khi mà sinh ra một đứa con á, là người phụ nữ sẽ trưởng thành hơn hẳn, tại vì cô ấy trở thành mẹ rồi. Nhưng mà Miu nghĩ là ngay từ trong cái việc là cân nhắc có nên sinh con hay không á, nó đã là một bước trưởng thành cho người phụ nữ rồi. Khi mà mình cân chỉnh giữa hai cái này, ích kỷ hay là yêu bản thân. Miu là người quyết định không sinh con. Và lúc đó, để giữ được cái quyết định đó, nó phải đi qua một cái ván cờ cực kỳ khó với tâm trí, với lương tâm của mình, với trái tim của mình nữa. Đó là để đánh đổi cho cái sự tự do của mình đó. Đó là sự trông chờ mỏi mòn của những người lớn rất yêu thương mình, rất tốt bụng. Những người đang chờ đợi một cái đứa nhỏ ra đời để làm cho cuộc đời của họ hoàn thiện, mà họ chỉ còn vài năm trên cõi đời. Và hạnh phúc của họ lệ thuộc hoàn toàn vào mớ trứng trong người mình. Và để quyết định ích kỷ nó khó vô cùng. Rất nhiều bạn gái trẻ cũng tâm sự với Miu là thôi em không sinh con đâu, thế này thế kia. Và bạn quyết định rất là dễ dàng. Bạn lờ đi luôn cả cha mẹ bên mình, cha mẹ bên chồng đang đau khổ như thế nào. Bạn có thể vẫn giữ quyết định đó của mình, và tôi hoàn toàn tôn trọng. Tôi nghĩ là xã hội nên tôn trọng quyền hành xử của phụ nữ với cơ thể của họ, với giống nòi của họ. Mình đã không có thò tay vô tủ quần áo người ta thì mình cũng đừng có thò tay vô xương chậu người ta, nó rất kỳ. Thì họ có quyền quyết định đó cho mình. Nhưng để đi đến quyết định đó thì mỗi người phụ nữ, một lần nữa chị nhắc lại là mỗi người phụ nữ em ạ, sẽ phải đi qua một bài toán cực kỳ khó giải. Và bài toán đó, nếu mà mình chọn con đường là không sinh con, thì đôi khi những cái cân nhắc ban đầu nó vẫn quay lại, nó cắn vào trái tim mình nè. Thương quá, bố mẹ ngày càng già đi, hoặc là giật mình, tuổi mình ngày càng lớn lên, bây giờ mình có đổi ý cũng không kịp nữa rồi. Và thương cho cả người chồng của mình, không có thêm được đứa con trai, đứa con gái như là cái người đó mong muốn. Ngược lại, nếu quyết định sinh con thì cái trường hợp này thì nó phổ biến hơn. Đó là rất rất nhiều chị vẫn rất yêu con, đêm đêm đưa nôi cho con ngủ, và đêm đêm vẫn cứ giật mình là nếu không vì này thì giờ mình đang ở ngoài kia, đang đi chơi với mấy đứa bạn nè, ngoài rạp đang có phim gì vậy, tụi bay đi coi giờ kể cho tao nghe. Thì đó là những khi mà mình phải chấp nhận cái rủi ro đó. Sinh một đứa con ra hay không, đó là cuộc chơi rất sòng phẳng và minh bạch giữa người phụ nữ và số phận của chính cô ấy. Vậy thì nếu chọn cái con đường nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ có xác suất rủi ro. Nó sẽ có những cái đêm buồn khủng khiếp vì đơn độc, và tự mình dọa mình, phụ nữ giỏi suy diễn, mình sẽ chết già trong cái nhà này, mình sẽ cô đơn quá, mình không có con, mình sẽ nuôi chó nuôi mèo, rồi một ngày mình chết rồi hàng xóm không biết, rồi mình chết chó mèo sẽ ăn thịt ăn mặc mình để mà chết, xong rồi công an sẽ kiếm ra mình nằm đó không con cái chết rồi, mình sẽ phải chết già trong một cái viện dưỡng lão. Sẽ có những đêm bạn nhằn mặt mình như vậy nếu bạn chọn con đường là không cho một đứa trẻ ra đời. Chấp nhận rủi ro đó, ok, xã hội nên tôn trọng. Còn nếu đã chấp nhận cái việc rằng là cơ thể tôi sẽ sồ sề, tôi sẽ không có thời gian dành cho mình, sự nghiệp tôi sẽ đình lại, nếu tôi là nghệ sĩ thì cái hào quang sân khấu của tôi sẽ bị giảm bớt đi nếu tôi làm mẹ. Và nếu bạn vẫn quyết định cho ra đời đứa trẻ đó, đừng đặt trách nhiệm lên là tại ba má bắt con đẻ, hay là tại anh đòi cưới rồi đòi đẻ. Không, đó là quyết định của mình. Và cái giá phải trả đó là sẽ có những đêm đứa trẻ lớn lên và không còn phụ thuộc vào mẹ nữa. Trẻ con lớn lên và đi ra khỏi ngưỡng cửa gia đình, người phụ nữ nhìn lại vào gương, thanh xuân đã đi qua mất rồi. Không kịp nữa rồi. Không kịp làm lại cái gì nữa rồi. Và có những người sẽ quyết định, đều là điển hình trong giới của mình. Ví dụ như là Hà Hồ. Cô ấy chọn tất cả. Cô ấy chọn sinh con, những đứa con đẹp tuyệt vời. Cô ấy chọn làm vợ, tất cả mọi người đều không ngờ là Hà Hồ sẽ làm vợ. Nhưng Hà Hồ làm vợ, Hà Hồ làm mẹ. Và Hà Hồ vẫn chọn sexy, Hà Hồ vẫn chọn tỏa sáng. Và đó là một cái quyết định cực kỳ khó, một cái bài toán cực kỳ khó thực hiện. Nhưng mà thật sự là trong lòng chị ao ước là mỗi chị em phụ nữ đều có thể có được tất cả mọi thứ như vậy. Làm cho mọi người hạnh phúc, làm cho mình hạnh phúc, thỏa đáp cái tham vọng của mình trong sự nghiệp, và vẫn đẹp. Và nếu là
Nhân vật đó, chân dung của nghệ sĩ đó có vẻ là một phụ nữ ái kỷ không? Yes. Có phải là một phụ nữ ích kỷ không? Yes. Có phải là một phụ nữ vị kỷ không? Có luôn. Và có phải là một phụ nữ, tại vì ít nhất là cho đến nay chúng ta chưa thấy anh Kim Lý hoặc những đứa trẻ thằng bạn bất cứ điều gì, tất cả mọi người xung quanh cô ấy đều hài lòng và hạnh phúc với sự xuất hiện của cô ấy. Đó là những cái bài toán mẫu mà Miu nghĩ rằng là thú vị. Thú vị và đáng để chị em gạt qua mọi những cái hào nhoáng của hào quang nghệ thuật. Mình nhìn vào là cái ván cờ đó, nó khó như thế nào. Và mình có chọn chơi ván cờ đó không? Còn nếu mình chỉ chọn một nước thôi, thì đó vẫn là quyền của chị em. Nhưng mà sòng phẳng với cuộc sống, và xin đừng ai can thiệp vào.